Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khóa học có tựa đề Khám phá Chúa Giêsu trong Kinh Thánh Cựu Ước. Được rồi, có bao nhiêu trong số các bạn yêu thích việc đọc Kinh Thánh Cựu Ước? Wow, có bao nhiêu trong số các bạn muốn đọc Kinh Thánh Tân Ước? Có. Tôi từng thấy một giáo sư Kinh Thánh Cựu Ước và một giáo sư Kinh Thánh Tân Ước tranh cãi nhau về điều này. Giáo sư Kinh Thánh Cựu Ước nói, chúng ta có nhiều sách hơn. Chúa bắt đầu với Kinh Thánh Cựu Ước. Và nếu không có Kinh Thánh Cựu Ước, Chúa Giêsu không thể đến. Giáo sư Kinh Thánh Tân Ước nói, Kinh Thánh Tân Ước chỉ giống như một chỉ một lục cho Kinh Thánh Cựu Ước. Giáo sư Kinh Thánh Tân Ước nói, nếu không có Kinh Thánh Tân Ước, Kinh Thánh Cựu Ước không thể nào hoàn thành. Kinh Thánh Cựu Ước nhàm chán, Kinh Thánh Tân Ước thú vị hơn. Kinh Thánh Cựu Ước, Chúa là Chúa của sự phẫn nộ. Nhưng Chúa Giêsu trong Kinh Thánh Tân Ước là Chúa của tình yêu. Các bạn đồng ý với điều đó không? Nhưng cả hai đều đúng theo một cách nào đó. Nhưng Kinh Thánh không thể hoàn chỉnh. Nếu bạn làm như vậy, nó giống như hai đôi giày. Bạn phải mang cả hai. Bạn phải có cả hai để hiểu Chúa Giêsu đầy đủ. Có người nói, tôi muốn tìm hiểu về Chúa Giêsu, vì vậy tôi chỉ đọc Kinh Thánh Tân Ước. Đó là chỉ biết một nửa về Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu đã hiện diện từ sáng thế chương 1 câu 1 đến Khải Huyền chương 22. Chúa Giêsu hiện diện xuyên suốt Kinh Thánh này, và bạn đoán xem ai còn trong Kinh Thánh này nữa không? Bạn cũng có trong Kinh Thánh này. Kinh Thánh là một lá thư được viết bởi Chúa dành cho bạn. Đó là một lá thư tình yêu. Và vì vậy, bạn và tôi hy vọng sẽ khám phá Chúa Giêsu không chỉ trong Kinh Thánh Cựu Ước và Kinh Thánh Tân Ước, mà còn bản thân bạn trong Kinh Thánh này. Nếu không, Kinh Thánh này chỉ trở nên một tài liệu cổ mà chúng ta chỉ đọc như một tài liệu tham khảo. Vậy, chúng ta hãy bắt đầu. Tôi phải nói điều này vì tiêu đề rất nhàm chán. Kinh Thánh học. Kinh Thánh học và lịch sử của sự cứu rỗi, điều đó là gì? Có lẽ bạn đang nghĩ, tôi đến Tommy Pepper School vì tôi không muốn đến học viện Kinh Thánh. Nhưng ở đây, chúng ta đang nghiên cứu Kinh Thánh học. Tôi hứa rằng điều này sẽ không quá tệ, và nếu nó tệ, nó chỉ tệ trong giờ đầu tiên này thôi, ok? Hãy cầu nguyện về điều đó được không? Mọi người gọi thần học và lịch sử cứu chuộc. Lý do tại sao tôi phải làm một sự giới thiệu và mọi người gọi thần học là để bạn hiểu bạn đang học gì và bạn đang đọc gì. Dưới đây là một số nguồn tài liệu mà tôi đã sử dụng cho mấy slide đầu này. Bạn còn nhiều thông tin trong ghi chú của mình, nhưng bạn có thể theo dõi các slide ở đây. Và có những cuốn sách rất tuyệt, rất dài, rất bùng tráng, nhưng tuyệt vời. Nhưng trong số chúng, nếu bạn muốn chọn một cuốn sách để đọc thật sự, cuốn Thần học Kinh Thánh là gì của James Hamilton là một cuốn sách mà tôi gợi ý. Và nó rất dễ đọc, ngắn gọn và dễ hiểu. Vì vậy, danh mục tài liệu tham khảo này có lẽ cũng có trong ghi chú của bạn. Nếu không, bạn có thể hỏi tôi sau. Dưới đây là điểm đầu tiên. Các môn thần học. Nếu bạn muốn hiểu điều này, bạn biết đấy, có thể tự hào trước mặt bạn bè của bạn rằng tôi biết về thần học, có 5 môn cơ bản của thần học. Đầu tiên là diễn giải. Việc diễn giải có lẽ là công việc tốn nhiều công sức nhất, đơn điệu nhất và nhàm chán nhất, bởi vì bạn phải đi qua từng từ và cú pháp và cấu trúc ngữ pháp bằng tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp trong Kinh Thánh. Và bạn phải phân tích những từ này và cố gắng hiểu nghĩa của chúng. Thứ hai, trong thần học Kinh Thánh. Và đây gần như là những gì chúng ta sẽ tập trung vào trong 3 ngày tới. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn một số ví dụ về cách thực hiện thần học Kinh Thánh. Nghiên cứu thần học Kinh Thánh là toàn bộ Kinh Thánh tiến triển như thế nào, hợp nhất và đạt đến đỉnh điểm trong Chúa Giêsu. Vì vậy, thần học Kinh Thánh bắt đầu từ sáng thế ký chương 1
và xây dựng trên đó để xem làm thế nào điều đó được ứng nghiệm trong sự hiện diện của Chúa Giêsu và chức vụ của Ngài. Do đó, nó dựa trên công việc cứu rỗi của Đức Chúa Trời và những mối liên hệ lịch sử xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh. Vì vậy, trong thần học Kinh Thánh, hãy xem toàn bộ Kinh Thánh như một câu chuyện liên kết. Bộ môn thần học này cho thấy sự thống nhất giữa Kinh Thánh Cựu Ước và Kinh Thánh Tân Ước, cách chúng liên quan và hợp nhất để đạt đến đỉnh điểm trong Chúa Giêsu. Sau đó, môn học thứ ba là thần học lịch sử. Thần học lịch sử đưa ra dựa trên nghiên cứu lịch sử và sự kiện. Vì vậy, nó nghiên cứu về lịch sử của Kinh Thánh và cũng nghiên cứu về lịch sử của các khía cạnh khác nhau của Kinh Thánh và những câu chuyện. Khảo sát và đánh giá cách các diễn giải Kinh Thánh và các học giả đã hiểu về tầm quan trọng của Kinh Thánh. Nếu một số từ này quá khó, bạn có thể bỏ qua, không sao cả. Được rồi, ok. Thứ tư là thần học hệ thống. Thần học hệ thống trả lời câu hỏi về toàn bộ Kinh Thánh. Về những gì toàn bộ Kinh Thánh nói về và về những giáo lý khác nhau có thể hình thành từ việc học các phần của Kinh Thánh thông qua những bài giảng của môn học trước đó. Vì vậy, diễn giải thần học Kinh Thánh, thần học lịch sử, bạn nghiên cứu những khía cạnh khác nhau của Kinh Thánh và bạn kết hợp chúng lại và đặt ra câu hỏi: vậy Chúa là ai? Vậy sự cứu rỗi là gì? Vậy các thuộc tính của Chúa là gì? Vì vậy nó không thuộc dòng văn học hay lịch sử. Nó là sự kết hợp của một sự hiểu biết tổng thể của Kinh Thánh và đi đến một định nghĩa về cơ bản và gọi là học thuyết cứu rỗi, học thuyết của Chúa, học thuyết của Đấng Christ, tin lành học, vân vân. Vì vậy, điều này rất quan trọng trong nhà thờ và thần học. Nhưng đối với tôi tôn trọng các học giả thần học hệ thống, vì bạn phải hiểu tất cả mọi thứ, thật sự hiểu biết và có sự hiểu biết toàn diện về Chúa Giêsu là ai và Chúa Giêsu nói gì trong Kinh Thánh. Vì vậy, nó cố gắng chỉ ra cách toàn bộ Kinh Thánh phù hợp với nhau một cách toàn diện thay vì mâu thuẫn lẫn nhau. Cuối cùng, hãy xem điều gì đã trôi qua nhanh chóng phải không? Có 5 môn học, diễn giải Kinh Thánh và gì nữa? Thần học Kinh Thánh, thần học lịch sử và sau đó là thần học hệ thống và sau đó là thần học thực tiễn. Thần học thực tiễn nghiên cứu cách áp dụng vào các văn bản trong Kinh Thánh, các hiểu biết từ thần học hệ thống vào ngữ cảnh ngày nay và cuộc sống cá nhân của chúng ta. Rất nhiều lần, điều này liên quan đến cách chúng ta hiểu điều này và áp dụng vào cuộc sống cá nhân của mình. Có nghĩa, trong việc phục vụ trong một vụ hoặc công việc truyền giáo hoặc trong cuộc sống cá nhân của tôi, làm thế nào tôi áp dụng điều này vào cuộc sống của mình? Vậy, thứ hai, như một điểm chính thứ hai, hãy suy nghĩ sâu hơn về thần học Kinh Thánh. Thần học Kinh Thánh tuân theo một cốt truyện, chúng ta tập trung vào điểm quan trọng trong cốt truyện của Kinh Thánh. Vì vậy, một số điểm quan trọng trong cốt truyện chính là sự sáng tạo trong sáng thế và sau đó là sự thất bại. Vì vậy, sự sáng tạo diễn ra trong sáng thế ký chương 1 và sau đó tập trung hơn vào mối quan hệ giữa Chúa và con người trong sáng thế ký chương 2. Và sau đó sáng thế ký chương 3, chúng ta thấy sự thất bại bắt đầu xảy ra, sự thất bại của con người, tội ác xâm nhập. Và sau đó sáng thế ký chương 3 câu 15, Chúa Giêsu hứa với hạt giống của người phụ nữ, đó là lời hứa đầu tiên về Đấng Christ sắp tới. Đúng vậy, lời hứa cứu rỗi đầu tiên hoặc hứa ước, và từ đó công việc cứu rỗi và phục hồi này bắt đầu. Được rồi. Và sau đó là sự viên mãn trong sách Khải Huyền. Vì vậy, đây là cốt truyện chung của Kinh Thánh mà chúng ta khá quen thuộc. Đúng vậy, nó đề cập đến các vấn đề thời gian và vấn đề kinh điển của Kinh Thánh. Vì vậy, nó diễn ra khi nào?
Điều gì xảy ra trước và điều gì xảy ra như một hậu quả, và điều gì được hứa, khi nào Chúa Giêsu sẽ đến, và vân vân. Tôi hứa với bạn, tôi sẽ không trả lời câu hỏi khi nào Chúa Giêsu sẽ đến. Vì vậy, các vấn đề về thời gian và kinh điển của Kinh Thánh, trong khi thần học hệ thống hoặc giáo lý đề cập đến các vấn đề thời gian, chẳng hạn như thần học hệ thống đặt ra những câu hỏi như những thuộc tính của Chúa là gì? Câu hỏi này không bị ràng buộc về thời gian, không nhất thiết. Sự cứu rỗi là gì? Đây là một định nghĩa hay khái quát hơn là sự hiểu biết. Tội lỗi là gì? Nhưng thần học Kinh Thánh luôn đặt ra và trả lời các câu hỏi theo trục cốt truyện Kinh Thánh, lịch sử cứu chuộc và sự phát triển của kinh điển. Ví dụ về sự hiểu biết cơ bản, nó đặt câu hỏi như lời tiên tri của Esai đã đóng góp phần gì vào việc mở ra giáo lý của Đức Chúa Trời? Điều đó có nghĩa không? Một điều dễ hơn là xuất Ai Cập ký diễn ra như thế nào, phải không? Lễ vượt qua và cuộc xuất hành, điều đấy tiên tri thế nào về sự đến của Chúa Giêsu và sự đóng đinh của Ngài? Thần học Kinh Thánh là gì? Bạn nhìn thấy Chúa Giêsu như thế nào trong các sự kiện đang diễn ra trong Cựu Ước? Tại sao Chúa dạy chúng ta về lịch sử của Israel? Nhưng chúng ta không nhất thiết phải nghiên cứu lịch sử của Israel. Chúng ta đang nghiên cứu những gì Chúa muốn chúng ta biết. Cuốn Kinh Thánh này không phải là một cuốn sách lịch sử, mặc dù nó chứa nhiều sự kiện lịch sử. Cuốn Kinh Thánh này cũng không phải là cuốn sách khoa học, mặc dù nó chứa nhiều số kiến thức khoa học và có những phần xung đột trong lĩnh vực khoa học. Nhưng mục đích của cuốn Kinh Thánh này không phải là chứng minh cho khoa học, không phải là kể lại lịch sử cho chúng ta. Đây không phải là văn học. Cuốn sách này là một cuốn sách cứu rỗi. Cuốn sách này là một cuốn sách hướng dẫn cho nhân loại. Khi chúng ta mua các thiết bị điện tử, chúng đi kèm với cuốn hướng dẫn, phải không? Khi bạn đọc cuốn hướng dẫn đó, có ai thích đọc cuốn hướng dẫn? Ngay khi bạn mua một thiết bị tốt, bạn để thiết bị đó lại và đọc cuốn hướng dẫn trước không? Có ai không? Hãy giơ tay lên, tôi tôn trọng bạn vì điều đó. Bạn đọc cuốn hướng dẫn khi thứ đó hỏng hoặc không hoạt động đúng cách. Đúng không? Bây giờ, hãy xem cuộc sống của bạn có hoạt động đúng cách không? Nó có hoạt động như thế nó đang hoạt động không? Khi Chúa tạo ra chúng ta, nó nên hoạt động mãi mãi. Nó nên có hòa bình, niềm vui, hạnh phúc và hân hoan và hòa giải hoàn hảo, mối thông công hoàn hảo với Chúa không hoạt động như vậy. Không, đó là lý do Chúa nói đây là cuốn hướng dẫn của bạn. Điều gì đó sai, điều gì đó như ôi, cuốn Kinh Thánh này, mục đích của nó là để chúng ta được cứu rỗi và phục hồi. Đúng không? Chìa khóa cho sự phục hồi và cứu rỗi đó là Chúa Giêsu. Đó là lý do tại sao trong Giăng chương 5 câu 39 có chép toàn bộ Kinh Thánh này. Trong thời kỳ của Chúa Giêsu họ không có tân ước. Khi Ngài đề cập đến Kinh Thánh, Ngài đang đề cập đến cái Kinh Thánh Cựu Ước, nói toàn bộ Kinh Thánh nói về ta, Chúa Giêsu đã nói. Và chúng ta đọc điều này, tưởng rằng chúng ta sẽ có cuộc sống mới từ đó. Và Ngài nói rằng, các ngươi biết không, điều này là về ta. Học Kinh Thánh nên cố gắng nghiên cứu Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước và tìm hiểu cách chúng kết nối với nhau. Đức Chúa Trời thật sự muốn chúng ta đọc điều gì khi Ngài kể cho chúng ta về xuất Ai Cập ký và khiến chúng ta ngủ quên qua sách Lê Vi ký. Ý của Ngài là gì về tất cả những luật hiến tế, luật nghi lễ và tất cả? Điều đó có nghĩa là gì? Có phải điều đó ám chỉ việc Chúa Giêsu sẽ chết như thế nào? Đúng. Và đó là những loại câu hỏi mà thần học đang hỏi. Nó cũng tìm kiếm mục đích cứu chuộc của Đức Chúa Trời hoặc ý nghĩa của Đấng Messi trong tất cả đoạn Kinh Thánh, cả Cựu Ước và Tân Ước. Thần học Kinh Thánh trực tiếp đối mặt với vấn đề sự thiếu hiểu biết Kinh Thánh lớn lao hiện đang tồn tại trong cộng đồng của chúng ta. Ý nghĩa của điều này là gì? Đây là một chủ đề khá nặng nề và tôi có thể gây rắc rối cho bản thân mình vì điều này. Nhưng lý do mà Martin Luther, John Calvin, Zwingli, những nhà cải cách này, cải cách giáo hội, cải cách tin lành,
Lý do họ đứng lên và kêu gọi là vì người dân không đọc Kinh Thánh trong thời điểm đó, và họ không biết Đức Chúa Trời đang nói điều gì thật sự. Họ phụ thuộc vào những người lãnh đạo của nhà thờ để nói với họ rằng đây là điều Kinh Thánh nói. Nhưng nhiều lần, điều đó không phải là đúng, phải không? Bạn có biết tại sao họ không đọc Kinh Thánh vào thời đó không? Là vì họ không có Kinh Thánh. Họ không có Kinh Thánh được dịch và sao chép bằng ngôn ngữ thông thường. Đó là lý do tại sao Martin Luther đã làm một trong những việc đầu tiên của mình là dịch Kinh Thánh từ tiếng Latin sang tiếng Đức thông thường trong thời gian ở khu vực của ông. Bây giờ thì sao? Người ta có đang đọc Kinh Thánh không? Tại sao? Tại sao? Họ không có Kinh Thánh à? Ngày nay, Kinh Thánh sắp hết bản in. Nhờ nó, bây giờ mọi người có điện thoại đều có thể có Kinh Thánh. Vấn đề là họ có đang đọc nó không? Đó là vấn đề. Voltaire, nhà tiếng học Pháp, từ chối sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Nói, Kinh Thánh sẽ không còn nguyên bản nữa và sẽ tuyệt chủng. Người ta sẽ không đọc nó nữa sau khoảng 100 năm. Ông qua đời, Kinh Thánh vẫn tiếp tục tồn tại. Đáng xem điều gì đã xảy ra với ngôi nhà của ông. Ngôi nhà của ông đã trở thành một xưởng in Kinh Thánh. Nhưng gần đây, tôi nghe nói ở Hàn Quốc, có một cửa hàng sách Tin Lành. Nhưng nó đã đóng cửa vì người ta không mua sách Tin Lành nữa. Và nó đã trở thành... tôi không nên nói điều này. Nhưng một cửa hàng cho một tôn giáo khác. Vì vậy, hiện tại chúng ta đang sống trong thời kỳ sự thiếu hiểu biết Kinh Thánh đang phổ biến. Bây giờ tôi đang không nói về toàn thế giới, tôi đang nói trong các nhà thờ. Nhưng tôi không trách họ quá nhiều. Bởi vì Kinh Thánh có xu hướng khiến bạn ngủ gật. Kinh Thánh khó hiểu. Nó không vui như manga hoặc những tác phẩm văn học tốt. Bạn biết tại sao không? Lý do thứ nhất, vì họ không hiểu nó. Vì vậy chúng ta đang ở đây hy vọng và đi khắp nơi giảng dạy điều này với hy vọng rằng Kinh Thánh có thể trở nên thú vị và phấn khích đối với nhân dân Chúa. Lý do khác, bạn có biết tại sao Kinh Thánh làm bạn ngủ gật? Bởi vì bạn cố gắng đọc nó vào thời gian khi bạn buồn ngủ. Hãy làm mọi thứ vào ban ngày. Vậy thì thời gian đọc Kinh Thánh là khi nào? Ngay trước khi giờ đi ngủ. Thường thì đó là lý do khiến bạn ngủ gật. Dù sao, thời gian tham khảo Kinh Thánh là gì? Tôi cần hoàn thành trong bao lâu? 15 phút. Được rồi, đừng lo. Tôi còn 3 ngày, vì vậy nếu tôi không hoàn thành bây giờ, tôi có thể hoàn thành sau được. Ok. Thời đại mà chúng ta đang sống thường tìm kiếm một cách sống nhanh chóng và dễ dàng. Một đời sống cơ đốc nhân, một cách sống dễ dàng với cơ đốc nhân bằng cách áp dụng tâm lý lái xe và thức ăn nhanh vào việc thờ phượng Đức Trời. Nhưng OC chương 4 câu 6 nói, dân ta bị diệt vì cớ sự thiếu thông biết, bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa, bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình, thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi. Tôi muốn chúng ta đọc một đoạn Kinh Thánh trong OC. OC chương 6 câu 1. Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã xí chúng ta, xong Ngài sẽ chữa lành cho. Ngài đã đánh chúng ta, xong sẽ buộc vết tích. Trong 2 ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại. Ngày thứ 3, Ngài sẽ dẫn chúng ta dậy. Chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài. Trong câu 6, vì tôi làm đẹp lòng Chúa, nên con người đang trải qua những khó khăn và hoạn nạn. Và họ nói rằng,
Chúa đã xé nát chúng ta. Và tôi nghĩ điều này cũng giống như lời cầu nguyện của chúng ta trong cơn đại dịch này. Ngài đã xé nát chúng ta, nhưng Ngài sẽ chữa lành chúng ta. Amen. Ngài đã làm cho chúng ta bị thương, nhưng Ngài sẽ băng bó cho chúng ta. Câu 6, đây là câu trả lời của Chúa. Vì ta ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ, ưa sự nhìn biết của trời hơn là ưa của lễ thiêu. Ngài nói rằng các bạn đang tập trung vào của lễ, nhưng đó là do hình thức theo yêu cầu và bắt buộc. Nhưng Ngài muốn tấm lòng của bạn, và Ngài muốn bạn biết Ngài. Và đó là điều chúng ta hy vọng có thể cố gắng khuyến khích trong thời đại chúng ta, trong hội thánh của chúng ta. Và những hiểu biết cơ bản về thần học kinh thánh là gì? Thần học kinh thánh có thể được thực hiện dựa trên những hiểu biết cơ bản nhất định về kinh thánh. Có hai điều quan trọng. Quyền tác giả trên tác giả của Chúa. Thứ hai, Timôthê nhì chương 3 câu 16 và 17 nói với chúng ta rằng toàn bộ kinh thánh được soi dẫn bởi Đức Chúa Trời. Có hơi thở của Đức Chúa Trời trong đó. Nó không mắc lỗi và không bị sai lầm. Đó là lời của Đức Chúa Trời. Amen. Nếu bạn không đồng tình với điều đó, và một trong những điều mà Haydn và tôi đồng ý, đó là kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời 100%, không mắc lỗi và không thể sai lầm. Nó dẫn dắt chúng ta đến sự cứu rỗi, nó dẫn chúng ta đến nước Đức Chúa Trời. Và thần học kinh thánh, chúng ta phải tin rằng đây là lời của Đức Chúa Trời. Và thứ hai, tính kinh điển của kinh thánh có nghĩa là có 66 sách trong kinh thánh. Đúng không? 39 sách trong Cựu Ước, 27 sách trong Tân Ước. Bạn biết điều đó phải không? Bạn có biết cách ghi nhớ điều đó cho trường chủ nhật của bạn, các em nhỏ? 2 lần 7 là 39 đúng không? 2 x 7 bằng 39. Dù sao? Sai rồi phải không? Ồ, thì điều đó là gì? 3 lần 9, 27. Cảm ơn bạn. 39 sách trong Cựu Ước, 27 sách trong Tân Ước. Tôi nghĩ bạn chỉ đang kiểm tra xem bạn có nghe không. 3 x 9, 27. Ok, được. Toàn bộ kinh thánh, 66 sách, được viết bởi các sứ giả khác nhau. Họ không bao giờ gặp nhau, phải không? Nhưng bằng cách nào đó, họ nói chuyện với nhau hoặc kết nối với nhau. Thánh Thế Ký được trả lời trong Khải Huyền. Thánh Thế Ký được viết bởi Môi-se, cả Huyền được viết bởi Giăng, sứ đồ Giăng, đúng không? Họ chưa bao giờ gặp nhau. Nhưng có một tác giả là Đức Chúa Trời đã viết 66 sách thông qua các sứ giả khác nhau. Và đó là lý do tại sao nó là một cuốn sách duy nhất. Ok. Vì vậy, mục đích ở đây là lịch sử cứu chuộc. Thần học kinh thánh thu hút sự chú ý đến những bước ngoặt trong lịch sử cứu chuộc. Một số bước ngoặt chính mà tôi đã đề cập trước đó. Nhưng một số sự kiện lớn như sự sa ngã, cuộc xuất hành, sự hình thành dân Israel tại núi Sinai, cuộc lưu đày ở Babylon, sự xuất hiện của Đấng Messi. Và bây giờ chúng ta đang mong chờ sự trở lại của Chúa. Một số sự kiện lớn trở thành trụ cột trong câu chuyện Kinh Thánh. Chúng ta không thể hiểu sâu nhiều sách Kinh Thánh trừ khi chúng ta biết cốt truyện và phác thảo chung về lịch sử cứu chuộc, nơi chúng phù hợp với những bước ngoặt. Những bước ngoặt này không phải là những phạm trù trừu tượng của thần học hay học thuyết có hệ thống. Nhưng Chúa đã chọn ban cho chúng ta lời chí thánh của Ngài dưới nhiều thể loại văn học khác nhau. Xin lỗi, được truyền tải qua lịch sử cứu chuộc theo trình tự thời gian. Và trình tự thời gian đó cho phép chúng ta nhìn thấy và hy vọng vào lời hứa và sự làm trọn của Ngài.
Công việc cứu rỗi của Chúa trong Cựu Ước cũng tương ứng với cái công việc và cuộc sống của Chúa Giêsu trong Tân Ước. Cuối cùng, thần học Kinh Thánh đặt cốt truyện và toàn bộ câu chuyện của Kinh Thánh dựa trên lịch sử cứu chuộc. Vậy lịch sử cứu chuộc là gì? Lịch sử cứu chuộc bắt đầu từ thời điểm loài người sa ngã và cần có sự cứu chuộc. Và Chúa bắt đầu công việc của Ngài từ đó cho đến khi nào? Chúa Giêsu đến và Ngài phán, ta sẽ trở lại. Vì vậy, cho đến khi Ngài đến lần thứ hai, đó là lịch sử cứu chuộc. Con người có thể tranh luận về điều này, nhưng tôi tin rằng lịch sử của loài người nằm trong lịch sử cứu chuộc, không phải ngược lại. Lịch sử của loài người nằm trong lịch sử cứu chuộc. Và điều quan trọng trong lịch sử cứu chuộc là mối quan hệ giữa Chúa và con dân Ngài.